Xin chào người nướng cà phê tới hai mình Tâm đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi hái trái cây ở vườn mình nhé. Đây nhãn bự quá trời bự luôn. Hỏi các bạn nào muốn mua 15 mình bán giá chị nhãn quá bự quá chị ngon luôn. Mình bán chỉ có giá 15 ngàn một trái. 15 ngàn trái. Rồi 15 ngàn một chùm. 15 ngàn một chùm nhé. Chùm khoảng nhiều trái lắm. Okay. Đi giờ đi. Đi tới kìa, hai đứa đi tới kìa. 15 ngàn một chùm nhé mọi người, nhớ nhé. Quay mà nó bánh tre. Tâm ơi. Cái gì? Cô Ba giả cô Ba cây cầu nha cô Ba. Ừ, lọt mương hết. Kê. Đi này nè kê. Từ từ. Mình bán giá 30 ngàn nha. 30 ngàn một trái này nè. Ừ, chừng rụng á. 30 ngàn một trái vậy nha mọi người. 30 ngàn một trái nha. Quỷ đã. Đã quá, chị đã luôn. Bạn mình bán chỉ giá 30 ngàn thôi. Mua lại lên, không mình hái ăn hết giờ. Mua lại lên thì hái ăn hết rồi hả? Mua lại lên, quê mình ở Bến Tre miền Tây. Đi đi vậy vậy. Bên tình nhau hồng là quê mình. Qua đây có cây bồng bon nữa nè. Bồng bon, sô cô la, con chó đâu rồi ta? Ủa cái ổ ong ruồi này nha, đứa nào đừng đụng vô nha, đụng vô nó cắn nha nè. Nó mới đóng ổ nè. Nó mới làm ổ để mà mốt nó có mật ông ngoại hốt đó. Thấy ổ ong không? Thấy. Đi qua nó có sao không? Không. Ổ ong nó chết vô cái mỏ, ngày nào nó mình đi qua nó có sao không mợ? Mợ. Không, mình không đụng nó quá cắn. Nó không chết mời. Ông người cắn chứ không miệng đâu mà khóc. Chích nó cắn gì cũng vậy. Đây là anh chó hết. Ok. Qua bên đây. Cái cầu này bự dễ đi nè. Ok, anh chó qua được rồi mời. Ồ, chôm chôm chín quá trời. Cơ cầu này bự nè. Chôm chôm thái chín quá trời luôn rồi ta. Mình từng lại khi khác. Đứng đây từ từ đi, cô Ba dẫn qua cho. Quá lại đi. Thôi em dám đi đâu. Đi em khi khác. Đứng đây từ từ cô Ba dẫn qua. Chín không? Chín. Nặng không? Nặng. Ôi nhảy hiệu quá. Nhảy hiệu là non. Nó không 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 chín. Bổ khoái chôm chôm sáng giờ với vườn nè. Đi gặp bổ Út đi. Kêu bổ Út kìa mọi. Bà Út quay. Bổ Út. Bà Út. Kêu bổ Út coi. Tôi gọi là bà Út đúng không? Ờ, đứa nào cũng kêu bổ Út á. Bà Út. Bà Út. Kêu bổ Út đi. Bà Út quay. Bà Út. Bà Út. Bờ Út mời. Gọi bờ Út đúng không? Bờ Út. Bờ. Anh hai té. Nè, thấy hai té này nè. Đâu rồi? Hai trái hả? Ừ. Trái đây, trái trong kia đúng không? Dịch ra. Ừ. Cái đâu? Đâu nữa? Đâu nữa thì có ba. Ở trong đây nè. Ừ. Em lọt mương á. Cái chân hai đứa lọt. Rồi, mon đứng xích vô. Mon té. Lên tao rửa xuống cho mon hả? Không. Rồi đi vô. Cầm đi. Hai trái. Còn đây chín cái đống kìa. Cô Ba cho cô hái mà bác mắt 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 bắt dài cu mình đi mà bắt dài không được. Đó cu kêu quá chuyện luôn thấy không? Tại tải con cu rồi. Con cu đây. Kìa này mà mồi chôm chôm rắn chín cái đống kìa nó. Tại bảy con cu. À, chín cái đống chôm chôm. Tại bọc quay luôn kìa. Nói chôm chín cái đống kìa. Lại hái ta. Hai trái đó. Ừ, hái hai trái đó đi. Bẻ nhánh luôn á ta. Mom ơi. Anh Tâm hái hai trái này nha. Mon té á. Đừng hái thử á. Mon té á, không tới đâu. Hái tới hả? Bước ra cái thôi, mon đừng lội xuống. Ừ. Bẻ nhánh luôn. Chỗ rồi. Con gánh núi nó lội, con núi từ gánh núi ở trong đó. Ừ. Okay. Gánh núi
này mình bán giá 15 ngàn một chùm. 15 ngàn một chùm nha. Năm nay bị thất mùa nó không có tái nhiều, chứ năm rồi nó đầy nguyên một cái cây luôn á. Wow. 15 ngàn một chùm nha mọi người. Ngồi quá chừng cái luôn. Đi, mình dậy coi. Đường nước để dẫn nước vô mương mình tưới cây đó. Rồi, mít chín phải không? Thơm phức luôn phải không? Hủi rồi ta. Thơm phức à? Mít chín rồi. Chín rồi. Giờ mới lụm vô. Còn có gai, có gai. Cái này gai lắm rồi. Ông ơi, đi giờ ông ngoại lụm quá trời cái cây chín luôn. Đây, đây là trái. Tâm với mình đứng gần cây mít nè. Nè, này là trái mít, mít tú nữ nhá. Mình bán giá 50 ngàn. 50 ngàn 2 trái. 50 ngàn 2 trái nhé. Mua 1 phần 1. Ngon. Ôi tái bự 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 không đá ghê không. Nước lên đọt luôn. Không, coi coi còn cái tái nào bụng nữa không. Tái này nó thơm hơn nữa đó cô ba. Tái này nè. Thơm chưa? Thơm bảo ơi. Đâu nữa cô ba coi cái chín kìa. Tái này nè nó thơm mà con thủi vô nó thơm cái bập bòi. Đâu có đâu. Nó là sao không thơm. Trái này thơm quá mà. Đúng là tái đó không thơm bị nhậu mà. Tái nào bún bịch nó mới chín. Nè, trái này bún bịch nè mà. Đói đổ nè, con tái mất tà bê đổ nè. Nè, bịch nè mà. Mời. Ôi, rớt chín. Ừ, rớt ta. Ôi, tí dầu cũng ngon đâu. Thầy nó đang cầm cái này nhé. Ồ, mít này chín chưa mà. Chưa. Cái mít này mà muối dữ lắm nè. Chín chưa? Ôi hình như có một tái mít chín ở trên tảnh nó bị hư luôn kìa. Ở trên cao ông ngoại không thấy tái mít chín nó hư luôn kìa. Thì sao hư mà? Không có ăn á, nó chín á. Chín quá hả? Nó chín quá. Chín quá ăn được không? Hả? Được chứ mà hả? Mình không có hết. Chào mọi người. Trước khi các bạn, trước khi dừng kết thúc thì các bạn hãy nhớ nhấn like, share, subscribe cho mình nhé. Và tạm biệt mọi người, mình yêu các mọi người nha, bye bye mọi người.